Em xin chào anh em hiệp 3 của đêm 29 ha. Trên tay em là một cái túi ngủ này. Con này như một con khủng long luôn. Đấy, một con khủng long này. Đầu like thì em nhắn nhủ với anh em khách mới một chút là số điện thoại của shop Zalo là 0911 337 139 nha anh em. Anh em nào có thiện ý mua đồ cứ liên hệ giùm em à. Cái túi ngủ này nó cực dày và cực to này anh em. Đó. Hàng của Mỹ à, nó nặng lắm cho nên là đây em dòm có chữ US đây mà US nha. Đó, chỗ này nó dơ dơ chút về giặt giùm em nha em. Đây là dơ đất chứ không có ăn nhầm gì hết á. Con này rất là mới, dây kéo nhựa, cái tem của nó này, cho anh em xem cái tem của nó này. Đó. Tem hơi bị khủng luôn, tem này nó còn mới mà nó bị nứt nứt do như kiểu thì gì ấy thôi. Con này là không có đọc, nó có đời đây, để em đọc cái đời cơ mà. Đời 84. Nó là đời 84 này anh em. Đời 84 đát nha. Đát 184. Đời là nó ghi chữ đắt đây nha em. Con này rất là mới. Mới là tầm 98% nữa. Rồi ai sưu tầm túi ngủ này. Vì mùa nắng thì mình còn mua được, cho tới vào mùa đông là mình tìm không ra nha em. Con này mà anh em mà miền Bắc á, trời ơi, chui vào đây là coi như không biết đâu là mùa đông nữa luôn á. Rồi ai chốt con này thì chốt cho em 1.350.000. 1.350.000. Hàng này mới là hàng sưu tầm. Trời ơi, đúng là có mấy con này thì mãn nguyện anh em ha. Em có một cái này nữa này. Tối nay tại vì hàng hôm qua khui. Con này là dây đồng đấy anh em. Nó là dây kéo đồng ha. Đây, dây kéo đồng này. Đó, dây kéo đồng nhưng mà em dòm giùm em dây kéo đồng này. Em like mấy cái này mệt lắm, nó nặng. Nó có một cái tem ở đây thì nó bị rách mất rồi anh em này. Lông nó bay vù á. Có một cái tem trắng trắng đây này, nó mất cái tem rồi. Dây kéo đồng ha. Con này thì được 95% đổi mới nữa thôi. Nhưng mà không có lủng rách nha anh em. Không có lủng rách. Ở đây dính một chút dơ này. Dơ đất. Dơ lỏ ha. Con này là size có vẻ nhỏ hơn con kia. Con kia cái size nó bự khủng luôn. Con kia em dơ lên vậy là nó như con rồng, mà con này thì bê được. Rồi con này chốt cho em 1.200.000 nha. Con này 1.200.000. Con kia sau chắc hai người chui vào được hay sao đó. Sai bữa. Con này có mấy vết dơ nữa này. Có một vết dơ đây nữa này anh em. Nói chung mấy vết dơ này thì anh em về chịu khó giặt giùm em nha. Cái này không thoát khỏi được đâu. Có con này là đơn giản và nhẹ nhàng nhất này anh em. Nó bằng dù, rất là nhẹ luôn. Đơn giản một cái túi ngủ mà cực nhẹ nhàng, rất là nhẹ. Đấy, túi ngủ ha. Con này, cái tem ở đâu? Tem của nó dưới đít, đáy. Nó là bằng dù y chang như cái bông soleil, y chang như cái áo cánh dơi, rất là nhẹ. Đây, nó là anh em dòm cái tem này, còn rõ ràng luôn. Con này để em coi cái đời của nó mà. Này không có ghi đời, không có đời. Không có đời. Cái loại này đi đâu cũng tiện mà rất là nhẹ nhàng nhé. Rất là tiện luôn. Này là dây kéo nhựa nha anh em. Dây kéo nhựa này. Này em ghi giá ở đâu?
Rồi ai chốt con này chốt cho em 1.600.000. 1.600.000 màu ô liu nha anh em. Rất là nhẹ luôn, em nghĩ cần con này hơn này. Con này rất là gọn gàng và nó và ấm. Rất là nhẹ luôn. Em bỏ vào cái bọc nhỏ xíu xíu vẫn được. Nó gọn ha. 1.600.000. Đây mới là hàng khủng của em này. Em bán cái này là đây là con voi. Em thấy con voi không? Trời ơi này. Đây, có cái lông luôn này. Cái con này là anh em biết không? Cái này này nó hay một cái là về anh em có thể căng ra làm một cái tấm nệm. Cái này này, bung ra làm cái tấm nệm hay là để mình xài đó. Nó là dây kéo nhôm này. Anh em nhìn thấy dây kéo nhôm không? Đó. Con này rất là đài mỹ luôn. Em bê làm sao lên được trời. Đây, cho anh em dòm cái chữ của nó này. Con này là đa dụng luôn á, US. Rồi cái chữ chữ của Mỹ này. Đó, US nha, US này. Cái này là vừa làm cái đệm. Cái đệm nha, em mở ra. Em mở này, cái này là mình có thể mở ra như... Ui trời. Lông nó bay vần vũ anh em ơi. Đấy, khi mình bung như vậy là thành một cái thảm nè. Thành một cái... thành một cái nệm. Cái nệm như mình làm mua nệm á. Nhưng mà nó làm được cái nệm luôn. Nó bị dính, bị lủng một chút nhẹ nhẹ đây anh em này. Còn cái tem em cho anh em xem nha. Ở trên này có củ, nó có lông này. Đây là mặt trong nha. Mặt ngoài này. Em dơ cho anh em để anh em xem cho nó hết thì thật sự rất là khó. Ở đây là nó dán ron rồi anh em này. Chỗ này là bị lủng á. Nó dán như thế này phải lủng không biết. Đây có một miếng dán này. Ở đây nó có một miếng dán này. Đây, đây đúng là lủng rồi, nó dán đây này. Cái lông của nó, lông vũ này anh em này. Lông chim, lông cò gì đây này. Anh em nhìn thấy không? Lông nha, lông chim nha. Lông vũ á. Còn cái dòng chữ của nó ở trong nữa anh em này. Đó. Em nhìn thấy dòng chữ không? Hàng này hơi bị đỉnh luôn rồi đấy. Con này chắc có đời. Chỗ này không thấy ghi đời gì hết. Năm 1951. Trời ơi. Anh em dòm này. Chữ này chữ đúng giống như M51 á. M51 áo M51 mà tem dập á. Nó ghi năm 1951 này. Để em coi có chỗ nào có lông có chữ nữa, có lông. Chỗ nào có chữ nữa. Con này là đúng sưu tầm anh em này, mua về làm thay cái nệm của mình á. Ở đây có một cái tem giấy rồi nha. Ở đây có một cái tem giấy của nó nữa này. Đây, tem của nó đây nữa nè. Rồi, báo cáo hết. Mà em kiểm soát không được nữa rồi, nó to quá à. Rồi, ai chốt con này thì chốt cho em 1.990.000. 1.990.000 nha nhé. Em... mấy con này thấy sợ quá. Con này là bảo đảm là phải mấy kilo lận á. Mấy kilo lận anh em ơi. Cái bộ dây khóa của nó là đã nhất rồi này. Dây khóa y chang M65 luôn ấy. Này. Đó, chưa? Hai đầu luôn này. Ôi giời, ba đầu luôn này. Ôi. Này anh em dòm này, ba đầu luôn. Ghê vậy đó. Nó xài ghê kinh khủng này. Ba đầu luôn. Đầu này hư con đầu kia. 1.990.000 nha anh em. Đấy, rớt sượt luôn, mướt lắm. Đi vèo vèo luôn. Đấy, em kéo lại là nó như thế này. Rất là gọn gàng luôn.
ở chỗ này nó rụng mất một răng này, đi tới đây là nó rụng mất 2-3 răng đây à, đi tới đây là đủ rồi, không cần xài nữa. Ui, mỏi tay quá. 1.990.000 nha anh em. Rồi em cảm ơn anh em đã theo dõi video của em. Em chào và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo. Nếu anh em nào mà chưa quen thì khi ưng cái mã 1.990.000 này thì cho em một like và một bình luận. Rồi nhảy qua gọi dùm em số điện thoại 0911337139 nha. Và đừng quên, anh em mà không like, không bình luận là anh em sẽ bị có những cái thông báo về video mới của em rất là trễ luôn. Có người một ngày sau mới thông báo và có người một tiếng và 2-3 tiếng, phụ thuộc cái chỗ anh em tương tác như thế nào thôi ha. Rồi em xin phép chào.